Nam đàn là mảnh đất địa linh nhân kiệt. Nơi đây đã sinh ra những người con ưu tú tài đức vẹn toàn có công dựng nước và giữ nước. Ở thế kỷ thứ 8 đã nổ ra cuộc khởi nghĩa Hoan Châu chống ách đô hộ của nhà Đường do Mai Thúc Loan lãnh đạo, được nhân tài ở khắp các châu Hoan, châu Diễn, châu Ái hưởng ứng. Sau gần 10 năm chiến đấu bền bỉ, nghĩa quân đuổi đánh quan quân nhà Đường ra khỏi bờ cõi và giành độc lập dân tộc năm 722. Vì anh hùng áo vải Mai Thúc Loan xưng đế tục gọi là mái hắc đế, đã chọn Vạn An làm quốc đô nhằm xây dựng, bảo vệ và phát triển bền vững nền độc lập tự chủ của dân tộc. Khởi nghĩa Hoan Châu do Mai Thúc Loan lãnh đạo tuy chỉ tồn tại trong một thời gian không dài, nhưng đã để lại một kỳ tích lớn lao. Lần đầu tiên trong lịch sử, nghĩa quân của Mai Thúc Loan đã quét sạch quân xâm lược ra khỏi bờ cõi, lập nên nhà nước Vạn An độc lập tự chủ ở thế kỷ thứ 8. Đây là thông lùng rầm nơi Mai Thúc Loan đã chiêu tập binh sĩ tích trữ lương thảo, rèn sắm vũ khí, chuẩn bị tổ chức cho cái cuộc khởi nghĩa năm 712 được sự ủng hộ của anh hùng Hào Kiệt uh, khắp uh, trong cái vùng Nghệ An và Hà Tĩnh cùng uh, 32 châu quanh vùng uh, và các nước Java, Oa, Chân Lạp, uh, Chảo Oa, Chân Lạp, Gia Va, Kim Lân, Mai Thúc Loan đã chọn cái vùng đất này cùng với đại bản doanh Văn An dừng cờ đại nghĩa Chiêu tập muôn dân đứng dậy cái tội cho cái cuộc khởi nghĩa nhằm lật đổ ách thống trị của nhà đường. Để tưởng nhớ công ơn vua Mai, nhân dân đã xây dựng đền thờ ở làng Hương Lãm, tổng Nộn Liễu, nay thuộc khối Mai Hắc Đế, thị trấn Nam Đàn có kiến trúc giống như một số đền thờ ở Nghệ An được trùng tu dưới thời Nguyễn. Từ đền Vua Mai, dọc theo D42 hoặc đi thuyền ngược theo tả ngạn sông Lam khoảng 3 km về phía tây là đến khu lăng mộ vua Mai tại thung lũng rậm vừa kết hợp lối kiến trúc truyền thống vừa có nét của kiến trúc hiện đại thờ bốn vị được xem là tứ trụ triều đình là phan huynh phan đệ nam sơn nậm sơn và thủy trấn hữu bệnh kha cùng cộng đồng các quan văn võ và binh sĩ nhân dân đã anh dũng hy sinh trong sự nghiệp kháng chiến chống ngoại xâm phía sau là phần lăng miếu của nhà vua với hai cây xanh ngay bên cạnh có độ tuổi trên dưới 400 năm ngược lên đỉnh núi hùng sơn là đến nơi mai thiếu đế yên nghỉ và hiện đã được xây một miếu để hương khói phụng thờ. Cái thung lũng này dân thường gọi là thung lũng đùn sơn. Đây là nơi theo truyền thuyết lịch sử là là nơi đài bản doanh cuộc khởi nghĩa Hoan Châu do vua Mai lãnh đạo. Từ xa xưa thì đã có cái ngôi đền này. Thì ngày xưa vẫn người ta vẫn gọi là đền trong rừng, này khu vực này gọi là rừng. Nhưng sau này mãi cho đến những năm chiến tranh phá hoại nhiều thì di tích bị mai một đi đến năm 1996 được nhà nước công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia thì đã đầu tư kinh phí nâng cấp tôn tạo. Lưu niệm lâu nhất, tức là cái tường của vua Mai. Tường này thì được chế tác bằng gỗ, cũng không ghi niên đại chế tác thì đây coi như là một cái cái di sản quý bảo nhất tuy là chất liệu là gỗ nhưng rất quý cho nên được bà con nhân dân thường là tôn sùng bảo vệ. Cũng nằm trong quần thể núi đun. Trách về phía bắc chừng 1 km thuộc làng Ngọc Trừng, xã Đông Liệt, nay là xóm 1, xã Nam Thái, huyện Nam Đàn, có một ngọn núi có hình dáng tròn trĩnh, mọc nhiều cây rẻ nên nhân dân còn gọi là núi rẻ. Trên đỉnh núi đặt phần mộ thân mẫu của vô mai. Theo truyền thuyết ở địa phương, ngôi mộ đặt đúng nơi linh địa, nơi con cháu sẽ làm nên nghiệp đế vương. Để tưởng nhớ công đức của bà, tháng 10 năm 2012, đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nam Thái, các nhà hảo tâm cùng con cháu họ Mai trên mọi miền tổ quốc đã đồng tâm chung tay góp sức xây dựng nhà thờ thân mẫu vua Mai ngay trên nền đất cũ. Tại động Cồn Trẹn, nơi cách đây 13 thế kỷ thân mẫu vua Mai lập nghiệp, sinh hạ và nuôi lớn người anh hùng áo vải Mai Thúc Loan. Nằm cách khu miếu mộ vua Mai khoảng 2 km ở phía tây nam huyện Nam Đàn là đền Khả Lãm, nay thuộc xã Nam Thượng. Để tỏ lòng thanh kính của mình đối với vị anh hùng dân tộc cũng như các tướng lĩnh của Mai Hắc Đế, Hàng năm, vào ngày rằm tháng riêng âm lịch, huyện Nam Đàn tổ chức hội đền vua Mai với quy mô lớn và long trọng. Đến với lễ hội đền vua Mai, du khách được đắm mình vào không gian truyền thống văn hóa hàng ngàn đời của cha ông. Thưởng ngoạn các hoạt động văn hóa thể thao truyền thống như đua thuyền, đấu vật, đánh cờ, trọi gà, đu tiên, đu quay, đẩy gậy, thi làm cỗ sôi gà, thi đấu bóng truyền, cắm trại, ca múa hát, du thuyền, thi người đẹp sa nam, biểu diễn nghệ thuật hát dân ca, vân vân. Trong những năm gần đây thì lễ hội đền Vương Mai được chính quyền cũng như là đông đảo các tầng lớp nhân dân quan tâm tổ chức thực hiện với quy mô ngày một phóng phụ và rộng lớn hơn. Sắp tới thì lễ hội Vô Mai sẽ được nâng lên thành lễ hội cấp tỉnh để tương xứng với công lao cũng như là cái tâm ảnh hưởng của mát để một vị vua đã có công đánh đội giặc xâm lược nhà đường giành lại độc lập chủ quyền cho dân tộc trong suốt 10 năm từ năm 713 đến năm 722. Với nhân dân Nam Đàn Nghệ An nói riêng và nhân dân cả nước nói chung, Mai Thúc Loan đã trở thành một biểu tượng sinh động cho tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh ngoan cường chống giặc ngoại xâm để giành và giữ độc lập dân tộc. Sự hy sinh của Mai Hắc Đế và các con ông trong cuộc kháng chiến chống xâm lược cùng hàng vạn tướng sĩ và nhân dân trên khắp mọi nẻo đường của đất nước để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc mãi mãi là niềm tự hào, niềm kiêu hãnh và cả sự tôn kính của lớp lớp con cháu Lạc Hồng.